Giữa lúc hai đồng minh Nga-Belarus thắt chặt quan hệ, quan chức Nga nêu kịch bản Belarus có thể tham chiến ở Ukraine. Trong khi đó, Kiev cảnh báo mối đe dọa của các cuộc tấn công tên lửa từ Belarus. Đáng chú ý, hạm đội tàu chiến, tàu ngầm khổng lồ của Nga ồ ạt tiến vào Biển Đen. EU tiếp tục nỗ lực hỗ trợ Kiev. Hàng trăm binh sĩ Ukraine đến Tây Ban Nha huấn luyện cơ bản về hệ thống Hawk. Ở diễn biến khác, Triều Tiên cảnh báo NATO lên án chuyến công du Âu-Mỹ của Thủ tướng Nhật. Mỹ sẵn sàng cung cấp tên lửa cho Nhật Bản. Theo chuyên gia, quan hệ Mỹ-Nhật đang ở mức mạnh mẽ chưa từng có. Lực lượng bảo vệ bờ biển Malaysia diễn tập ở Biển Đông với sự trợ giúp của Nhật Bản. Moscow phản ứng về báo cáo hacker Nga tấn công phòng thí nghiệm hạt nhân Mỹ. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Quốc tế sáng. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, Nga đã sử dụng Belarus để đưa quân vào Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Moscow sau đó đã triển khai quân đội để tập trận chung ở Belarus. Việc hai nước đồng minh tăng cường sự hợp tác quân sự đã làm dấy lên lo ngại Nga có thể dùng Belarus làm mặt trận để phát động tấn công vào Ukraine từ phía Bắc. Trong bối cảnh đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Nga ngày 13 tháng 1 cho biết Belarus có thể tham chiến ở Ukraine nếu Kiev quyết định xâm lược một trong hai nước. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước, quan chức Bộ Ngoại giao Nga Alexei Polichuk tuyên bố rằng các cuộc tập trận chung của Nga với Belarus được thiết kế để ngăn chặn tình hình leo thang. Ông đồng thời cảnh báo Belarus có thể tham gia cuộc xung đột ở Ukraine nếu nước này hoặc Nga bị tấn công. Từ quan điểm pháp lý, việc Kiev sử dụng vũ lực quân sự hoặc việc lực lượng vũ trang Ukraine xâm chiếm lãnh thổ Belarus hoặc Nga là đủ cơ sở để có phản ứng tập thể. Ông Polichuk nói với hãng thông tấn TASS. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng hai nước có đưa ra quyết định đó hay không là tùy thuộc vào các nhà lãnh đạo hai bên. Trước đó vào ngày 11 tháng 1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết là nước này phải sẵn sàng ở biên giới với Belarus, dù chưa có động thái gì ở đó ngoài những tuyên bố. Trong khi đó, Ukraine ngày 12 tháng 1 đã cảnh báo về khả năng hứng chịu các đợt tấn công tên lửa từ Belarus. Tờ Guardian cho hay, người phát ngôn của không quân Ukraine Yuri Ginat nhấn mạnh mối đe dọa từ nước láng giềng luôn luôn tồn tại. Trong một tuyên bố trên truyền hình, ông Yuri cho biết các cuộc tấn công tên lửa gần đây vào Ukraine chủ yếu được tiến hành từ Nga hoặc từ các vùng lãnh thổ bị Moscow kiểm soát. Tuy nhiên, ông nói thêm, Nga đã liên tục sử dụng lãnh thổ Belarus để thực hiện một số cuộc tập trận, triển khai đơn vị của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, triển khai máy bay chuyên dụng hỗ trợ radar. Do đó, mối đe dọa luôn luôn tồn tại. Ông nói rằng hầu hết các tên lửa đạn đạo được phóng từ lãnh thổ Belarus khi xung đột nổ ra. Kiev lo ngại Nga có thể xây dựng lực lượng trên lãnh thổ Belarus trước khi kéo quân xuống vùng Tây Bắc Ukraine, thậm chí có ý định tiến về thủ đô. Không chỉ thành lập nhóm quân sự chung Nga và Belarus, còn có kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận hàng không chung ở Belarus từ thứ hai tới. Mới đây, lực lượng của Kiev đã tiến hành tập trận lớn trong ngày 11 tháng 1 năm 2023, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ. Đại tá Roman Volochov từ Lữ đoàn Phòng vệ lãnh thổ 104 cho biết với Reuters, cuộc tập trận mới đây không chỉ nhằm nâng cao năng lực của binh sĩ, mà còn cho thấy quyết tâm phòng thủ của Ukraine. Cuộc tập trận diễn ra ở 3 vị trí mà quân đội Kiev yêu cầu Reuters không tiết lộ cụ thể thuộc vùng Tây Bắc Ukraine. Bên cạnh đó, một cuộc tập trận khác diễn ra ở vùng nông thôn có tuyết bao phủ, nơi quân đội Ukraine thực hành phục kích và tiêu diệt các nhóm trinh sát trên các phương tiện dân sự, chuẩn bị ứng phó với kịch bản quân Nga từ Belarus tràn xuống tấn công vào miền Bắc Ukraine như trong giai đoạn đầu xung đột. Giữa lúc ấy, một động thái của phía Nga đã dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công khác nhằm vào Ukraine. Báo Mirror của Anh ngày 12 tháng 1 đưa tin một hạm đội tàu chiến và tàu ngầm khổng lồ của Nga đã được huy động, ít nhất là 6 tàu chiến, trong đó có 2 tàu tấn công mặt đất chở theo nhiều binh lính, tạo nên một hạm đội sẵn sàng chiến đấu từ Biển Đen. Trong số đó có tàu đổ bộ Pyotr Mugunov, tàu tấn công đổ bộ lớn nhất ở Biển Đen, và các tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình. Theo tờ Mirror, động thái có thể báo hiệu một chiến dịch quân sự mới, có thể là một nỗ lực khác nhằm tấn công miền Nam Ukraine, hoặc thậm chí là nỗ lực thiết lập một cây cầu trên bộ với Transnistria, bang ly khai của Moldova. Ngoài ra, theo tờ Mirror, giới chuyên gia cũng cho rằng Moscow có thể đang chuẩn bị bảo vệ hạm đội trước các đội tên lửa tầm xa của Ukraine. Các nguồn tin cho biết lực lượng Nga có thể tấn công sông Dniester, nối từ Biển Đen đến Transnistria, và thậm chí đưa các tàu đổ bộ vào đất liền. Tờ Mirror nói thêm, các tàu chiến Nga và ít nhất là 3 tàu ngầm tấn công lớp Kilo đã rời cảng Novorossiysk vào hôm 12 tháng 1, thực hiện một nhiệm vụ bí ẩn.
đây là một hạm đội lớn nhất rời cảng trong nhiều tháng. Một chuyên gia về Nga nói với tờ Daily Mirror rằng sự gia tăng lực lượng dường như rất bất thường, có thể gợi ý về một sự thay đổi nhịp độ của xung đột, có thể liên quan đến Moldova. Bất kỳ việc mở ra một mặt trận mới nào cũng sẽ gây áp lực to lớn đối với phương Tây khi họ đang nỗ lực vận chuyển nguồn cung và thiết bị quân sự đến tiền tuyến. Động thái diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm thứ Tư đã bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Valery Gerasimov là chỉ huy phụ trách chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đánh dấu một lần nữa Moscow thay đổi các vị trí cao nhất trong quân đội. Cách đây chỉ khoảng 3 tháng, Nga đã chọn tướng Sergei Shirovikin có biệt danh là vị tướng ngày tận thế vì sự lạnh lùng khét tiếng của ông, làm người dẫn dắt chiến dịch ở Ukraine. Giờ đây, ông Shirovikin sẽ là cấp phó của tướng Gerasimov cùng với hai vị tướng khác là Oleg Chaliokov và Alexei Kim. Thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine đang chứng kiến việc hai bên sử dụng nhiều hệ thống rocket, lựu pháo và tên lửa. Kiev và Moscow đều thực hiện chiến lược khai hỏa rồi rút lui, tức là sử dụng các hệ thống hỏa lực di động, di chuyển đến một vị trí rồi tấn công đối phương, sau đó rút lui trước khi bị bắn trả. Để đạt được mục tiêu này, quân đội Nga đã sử dụng một công nghệ đặc biệt để xác định vị trí pháo binh của Ukraine. Đó là công nghệ gì thì xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu. Theo Sputnik ngày 12 tháng 1, quân đội Nga được cho là đã tạo ra một phần mềm tùy chỉnh dành cho smartphone và máy tính bảng, cho phép Moscow xác định tọa độ của pháo binh đối phương dựa trên âm thanh mà chúng tạo ra. Theo Sputnik dẫn thông tin của một tạp chí quân sự Nga, phương pháp liên quan đến việc sử dụng nhiều thiết bị, trong đó các quân nhân ở cách tiền tuyến 3 đến 6 km sẽ ghi lại âm thanh để xác định vị trí Ukraine khai hỏa. Tính toán của Nga sau đó dựa vào hệ thống vệ tinh, dữ liệu trinh sát để tính toán tọa độ gần như chính xác các mục tiêu. Dù phương pháp kém chính xác hơn các hệ thống quân sự chuyên dụng, nhưng đủ hữu hiệu để cung cấp vị trí gần như chính xác của pháo binh đối phương. Theo Sputnik, phần mềm được phát hiện bởi các sĩ quan tham gia các hoạt động chiến đấu. Tạp chí quân sự Nga không nêu chi tiết về những rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng phương pháp này. Đài Sky News ngày 12 tháng 1 cho hay Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ thực hiện chuyến công du thứ hai tới Belarus chỉ trong vòng một tháng. Gần đây nhất, tướng Oleg Chaliokov, phó chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, cũng đã đến quốc gia châu Âu. Ông Sergei Lavrov được cho là sẽ tới thủ đô Minsk vào ngày 19 tháng 1 để gặp gỡ các thành viên của Bộ Ngoại giao Belarus. Lần cuối cùng ông đến Minsk là vào ngày 19 tháng 12 khi Tổng thống Vladimir Putin cũng công du tới quốc gia láng giềng. Một số chuyên gia phương Tây tin rằng Nga đã gây áp lực buộc Belarus gửi quân tham chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng điều này là không khả thi. Ở diễn biến khác liên quan, tướng Oleg Chaliokov, phó chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã đến Belarus vào ngày 12 tháng 1. Theo thông báo của Bộ Tổng Tư lệnh Lực lượng Mặt đất Nga, tướng Chaliokov đã thăm doanh trại của lực lượng Nga đóng quân ở Belarus. Ông kiểm tra cơ sở vật chất và điều kiện sinh hoạt của các binh sĩ Nga, đồng thời nói chuyện với họ. Trong thông báo trước đó, Bộ Quốc phòng Belarus xác nhận chuyến thăm của tướng Chaliokov. Bộ cho biết đại diện của Nga đã thị sát các cuộc diễn tập phối hợp tác chiến giữa hai nước, qua đó đánh giá mức độ sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ vì lợi ích an ninh của liên minh. Lực lượng chung giữa Nga và Belarus được thành lập vào tháng 10 năm 2022 với 9.000 quân nhân Nga và 70.000 quân nhân Belarus. Thưa quý vị, giữa lúc xung đột ở Ukraine kéo dài ròng rã thì EU tiếp tục nỗ lực huấn luyện binh sĩ Ukraine. Đài CNN ngày 12 tháng 1 dẫn một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cho biết, nước này dự kiến tiếp nhận 225 binh sĩ Ukraine vào cuối ngày thứ Năm tại một căn cứ không quân gần Madrid, trong đó có 20 binh sĩ sẽ được huấn luyện về hệ thống phòng không Hawk để đối phó với các cuộc không kích. Tây Ban Nha đang gửi 6 đơn vị phòng không Hawk tới Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha, hầu hết các binh sĩ còn lại là dân thường Ukraine chưa có kinh nghiệm chiến đấu. Họ sẽ trải qua khóa huấn luyện cơ bản, bao gồm cách điều trị thương binh. Theo bộ này, cuộc huấn luyện ở Toledo là một chương trình được thiết kế để huấn luyện 400 binh sĩ Ukraine 2 tháng một lần. Đây là một phần trong sứ mệnh hỗ trợ quân sự của EU dành cho Kiev. Trước đó đã có nhóm binh sĩ Ukraine đến Tây Ban Nha để huấn luyện vào tháng 11 và tháng 12 năm ngoái. Trong tuần tới, quân đội Ukraine sẽ bắt đầu khóa huấn luyện về hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ. Là quốc gia EU cương quyết không viện trợ vũ khí cho Ukraine, Hungary vẫn tiếp tục nỗ lực hỗ trợ Kiev. Người đứng đầu văn phòng thủ tướng Hungary, ông Gyuri Gulyás, hôm 12 tháng 1 cho biết là nước này chỉ cung cấp hỗ trợ y tế cho các binh sĩ Ukraine bị thương, nhưng không có kế hoạch cung cấp khí tài cho Kiev. Tuyên bố của ông được phát trên kênh truyền hình M1. Theo vị quan chức, Hungary cũng sẽ không cho phép vận chuyển vũ khí qua lãnh thổ nước này. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjártó
trước đây đã giải thích rằng Hungary từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev vì nước này không muốn can dự vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào. Hungary hồi tháng trước đã ngăn cản Liên minh châu Âu EU phê duyệt gói hỗ trợ tài chính trị giá 18 tỷ euro cho Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán khẳng định quyền phủ quyết của ông không liên quan đến những tranh chấp về các khoản viện trợ cho Budapest. Ông nhấn mạnh đề xuất của EU không phải là giải pháp. Thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, Đại sứ quán Ukraine tại Philippines cho biết là mặc dù đã cố gắng liên lạc trong nhiều tháng, nhưng cơ quan này vẫn chưa sắp xếp được cuộc điện đàm giữa Tổng thống Zelensky với Tổng thống Marcos. Trả lời phỏng vấn đài RT hôm 11 tháng 1, Đại sứ Ukraine tại Manila, ông Denis Mikhailiuk cho biết là Đại sứ quán đã yêu cầu một cuộc đối thoại cấp cao từ tháng 6 năm 2022, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được hồi đáp. Kể từ đó, ít nhất hai lần Đại sứ Ukraine đặt câu hỏi về thời điểm Tổng thống Zelensky và Tổng thống Marcos có thể nói chuyện. Tuy nhiên, có thể Tổng thống Marcos đang quá bận rộn với việc thành lập chính phủ và các chương trình nghị sự, Đại sứ Ukraine cho biết thêm. Ông Mikhailiuk cho biết là cuộc điện đàm là cần thiết để Kiev thảo luận về mối quan hệ song phương cùng với hành động tham gia hoặc đồng tài trợ của Philippines đối với công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky. Được biết, ông Zelensky đã thông báo công thức hòa bình tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 với nội dung trừng phạt hành vi gây chiến và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ. Theo Tổng thống Ukraine, quy định này cũng có thể được sử dụng để giải quyết các cuộc xung đột khác, chứ không chỉ dành cho xung đột giữa Nga và Ukraine. Liên Hợp Quốc nên tổ chức một hội nghị thượng đỉnh để thảo luận riêng về vấn đề này. Sau đề xuất của ông Zelensky, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẽ không đàm phán với các điều khoản như vậy. Kiev quá ảo tưởng khi cho rằng phương Tây sẽ giúp họ đạt được mục tiêu trong cuộc xung đột. Được biết, trong phát biểu vào tháng 11 năm 2022, Tổng thống Marcos cho rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là điều không thể chấp nhận được. Việc giao tranh giữa hai quốc gia láng giềng đã ảnh hưởng đến nguồn cung lương thực toàn cầu. Moscow và Kiev nên đàm phán để nền kinh tế hai nước có thể vận hành bình thường trở lại, ông Marcos nhận định. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, hãng tin Kyodo ngày 13 tháng 1 cho biết là Triều Tiên đã chỉ trích chuyến công du của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tới các nước NATO vì mang lại bất ổn an ninh cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đồng thời, Bình Nhưỡng đã cảnh báo liên minh quân sự không được mở rộng ảnh hưởng ở khu vực. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, Nhật Bản đóng vai trò là người dẫn đường đưa NATO, di sản của chiến tranh lạnh, vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hành động như vậy đang gieo mầm bất hòa ở nơi đây. Theo KCNA trích một bài báo của chuyên gia chính trị quốc tế Kim Tong-myung, Thủ tướng Kishida hiện đang có chuyến công du kéo dài một tuần tới 5 quốc gia thuộc nhóm G7, Anh, Canada, Pháp, Ý và Mỹ. Tất cả đều là thành viên NATO. Chuyến thăm diễn ra nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến được tổ chức tại thành phố Hiroshima vào tháng 5 tới. Bài báo đăng trên KCNA cho biết NATO đã vươn xúc tu tới các khu vực châu Á-Thái Bình Dương để gây áp lực lên Trung Quốc, đồng thời nhắc lại khẳng định của ông Kishida trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm thứ Hai. Nhà lãnh đạo Nhật Bản tuyên bố an ninh của châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là hai mối quan hệ không thể tách rời. Bình Nhưỡng lặp lại những chỉ trích đối với chiến lược an ninh quốc gia mới của Nhật Bản, nói rằng Tokyo đã hoàn toàn vứt bỏ hình ảnh của một nhà nước hòa bình thông qua quyết định sở hữu khả năng tấn công các căn cứ của kẻ thù. Báo cáo khẳng định một số nước phương Tây đang tích cực tham gia cùng Nhật Bản mang đến những đám mây đen bất ổn cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thưa quý vị, sau khi Nhật Bản thông báo chiến lược an ninh quốc phòng mới, Mỹ cho biết là sẵn sàng hỗ trợ Tokyo cải thiện khả năng phản công bằng tên lửa. Hãng thông tin Nikkei Asia cho hay. Khi trả lời phỏng vấn hôm 12 tháng 1, điều phối viên truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby cho biết, Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp tên lửa nếu Nhật Bản yêu cầu hỗ trợ để tăng cường khả năng phản công. Theo Kirby, Mỹ đang muốn củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác với các quốc gia liên minh thông qua hoạt động tập trận. Phòng thủ tích hợp không phải là lý thuyết suông. Các đối tác và đồng minh của Mỹ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đều có khả năng phòng thủ quân sự đáng kể. Việc kết hợp các khả năng đó theo khuôn khổ sẽ tạo ra biện pháp răn đe mang tính phối hợp hơn, ông Kirby cho biết thêm. Hiện tại, chiến lược phòng thủ của Mỹ tập trung vào khái niệm răn đe tổng hợp để phản ứng các mối đe dọa chống lại trật tự toàn cầu bằng sự hợp tác từ các quốc gia đồng minh. Chiến lược an ninh quốc gia của Nhật Bản đã thiết lập khuôn khổ vững chắc để lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia nhiều hơn vào công tác giữ gìn an ninh khu vực. Đây là sự thay đổi phù hợp giúp liên minh ứng phó kịp thời với các mối đe dọa và thách thức trong thời kỳ hiện đại. Ông Kirby khẳng định, hiện tại Nhật Bản đang tìm cách mua tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất để có khả năng phản công. Nếu sử dụng hệ thống tên lửa này, Nhật Bản sẽ cần quân đội Hoa Kỳ hỗ trợ bằng cách chia sẻ thông tin từ các vệ tinh và cảm biến để nhanh chóng xác định địa điểm phóng tên lửa của đối phương. Cũng nói về liên minh Mỹ-Nhật, theo ông Christopher Johnston, lãnh đạo phụ trách chương trình nghiên cứu Nhật thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược của Quốc tế CSIS, Mỹ và Nhật Bản đang ghi nhận mức độ tin cậy chưa từng có.
Cụ thể nhận định của ông thế nào? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu. Nói với đài NHK ngày 13 tháng 1, ông John Stone cho biết ông chưa từng thấy thời điểm Mỹ và Nhật Bản có sự liên kết như ngày nay trong các quan điểm về vấn đề chiến lược quan trọng và cam kết hợp tác để giải quyết các thách thức chung. Ông hoan nghênh chiến lược an ninh mới của Nhật Bản, nói rằng việc tăng cường đầu tư vào quốc phòng và áp dụng các khả năng tấn công sẽ đóng vai trò răn đe. Chuyên gia khẳng định một trong các cách tốt nhất để ngăn chặn viễn cảnh xung đột là chứng minh Mỹ và Nhật Bản cùng các đồng minh khác có thể hợp tác chặt chẽ như thế nào, cũng như chứng minh khả năng chiến đấu của quân đội, các lực lượng phòng thủ. Nói về Trung Quốc, ông John Stone cho biết quá trình hiện đại hóa quân đội của nước này là rất ấn tượng. Tuy nhiên, chuyên gia bình luận, sự phát triển của liên minh Mỹ-Nhật sẽ gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ. Đài NHK ngày 13 tháng 1 báo cáo lực lượng bảo vệ bờ biển Malaysia đã tổ chức huấn luyện dưới sự hướng dẫn của lực lượng Nhật Bản, mục tiêu nhằm đối phó tốt hơn với các tàu nước ngoài ở Biển Đông. Cuộc tập trận diễn ra ở vùng biển ngoài khơi đảo Borneo, hoạt động được điều phối bởi Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản hay JICA để tăng cường khả năng của Malaysia. Cuộc tập trận có sự tham gia của một tàu tuần tra Malaysia để trang bị thiết bị âm thanh tầm xa. Thủy thủ đoàn đã cảnh báo các tàu đánh cá hành động như bên xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia và ra lệnh cho họ rời đi. Nhật Bản dự kiến sẽ cung cấp 4 thiết bị âm thanh cho Malaysia. Nur Syam, trợ lý giám đốc cấp cao của Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia cho biết, khóa huấn luyện đã thành công, năng lực an ninh hàng hải của Malaysia sẽ được tăng cường với sự hợp tác của Nhật Bản. Quan chức lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản Chamura Makoto cho biết, Đông Nam Á có các tuyến đường biển quan trọng đối với Nhật Bản. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia trong khu vực để họ có thể đảm bảo an toàn hàng hải tốt hơn. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Nga ngày 12 tháng 1 đã chỉ trích Reuters vì đã lan truyền thông tin giả mạo chống Nga, sau khi hãng tin này công bố báo cáo một nhóm tin tặc Nga đã tấn công 3 phòng nghiên cứu hạt nhân của Mỹ. Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, nói với các phóng viên, cuộc điều tra là giả mạo, không có bằng chứng nào được đưa ra. Bà cho rằng thông tin được Reuters đăng tải phù hợp với chiến dịch tuyên truyền chống Nga của chính phủ Mỹ. Theo vị quan chức, câu chuyện của Reuters thiếu sự thật và quá phụ thuộc vào quan điểm của các chuyên gia được cho là độc lập. Theo hồ sơ do Reuters và 5 chuyên gia an ninh mạng phân tích, khi Tổng thống Vladimir Putin nói Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ lãnh thổ, nhóm tin tặc Cold River của Nga đã nhắm mục tiêu vào 3 phòng thí nghiệm quốc gia Mỹ bao gồm Brookhaven, Aconé và Lawrence Livermore vào tháng 8 và tháng 9 năm ngoái. Theo điều tra của Reuters, nhóm tin tặc đã tạo các trang đăng nhập giả cho các phòng thí nghiệm, sau đó liên hệ với các nhà khoa học hạt nhân để cố lừa họ tiết lộ mật khẩu. Reuters đã xác minh những phát hiện trên với các chuyên gia tại các công ty an ninh mạng lớn ở Anh, Pháp và Hoa Kỳ. Một phát ngôn viên của Reuters cho biết, chúng tôi bảo vệ báo cáo này, đảm bảo đó là chính xác và phù hợp với các nguyên tắc làm báo của Reuters. Một số thông tin đáng quan tâm khác, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngày 12 tháng 1 cho rằng châu Âu có thể sẽ không thể đối phó với làn sóng di cư bất hợp pháp mới từ cuộc khủng hoảng lương thực ở các nước nghèo tại châu Á và châu Phi. Hungary và Liban là hai quốc gia cách xa nhau về địa lý, nhưng chúng tôi đều mong muốn đạt được hòa bình ở Ukraine càng sớm càng tốt. Tất nhiên, nếu không có hòa bình, cuộc khủng hoảng lương thực sẽ tiếp diễn, khiến hàng chục triệu người phải rời bỏ đất nước của họ. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Liban, Abdallah Bouhabib, chúng tôi hiểu rằng những khó khăn này có thể dẫn đến những làn sóng di cư mới với quy mô lớn hơn và nghiêm trọng hơn bao giờ hết từ những khu vực vốn đã bất ổn. Chúng tôi cũng biết rằng những dòng di cư này chủ yếu hướng về châu Âu và tình hình đang ngày càng bất ổn hơn. Và châu Âu sẽ không thể đối phó với tình trạng này nếu sức ép ngày một gia tăng, ông Szijjarto nhấn mạnh. Vì vậy, Ngoại trưởng Hungary kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo điều kiện cho người dân ở các nước Bắc Phi và Trung Đông có cuộc sống ổn định và hỗ trợ đưa hàng ngàn người tị nạn trở về nhà từ những khu vực này. Bên cạnh đó, nhà ngoại giao hàng đầu cũng bày tỏ hy vọng rằng sự hỗ trợ của Hungary trong việc tái thiết các nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở Liban sẽ góp phần vào nỗ lực hạn chế làn sóng di cư bất hợp pháp. Trước đó, chính phủ Hungary đã phân bổ 2 triệu đô la cho chương trình nói trên và quyết định bổ sung thêm 1,8 triệu đô la nữa, Bộ trưởng Ngoại giao thông báo. Phát biểu sau đó tại một hội nghị quốc tế về giúp đỡ người tị nạn Syria, ông Szijjarto cho biết, trong những năm gần đây, chính phủ Hungary đã thực hiện một số dự án tại Syria với trị giá khoảng 27 triệu đô la trong các lĩnh vực như là xây dựng, giáo dục, y tế và nông nghiệp. Nếu cộng đồng quốc tế không hành động, sẽ có thêm nhiều người Syria rời bỏ nhà cửa và ngày càng ít người quay trở lại, ông nhấn mạnh. Các ủy viên Nga và Ukraine đã có cuộc hội đàm về các vấn đề nhân đạo bên lề hội nghị thanh tra quốc tế tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 12 tháng 1. Đây là cuộc gặp thứ 3 giữa hai bên lề hội nghị trên. Hai cuộc gặp trước đã diễn ra vào ngày thứ 3 và thứ 4.
Trong cuộc họp kín lần này, giám đốc thanh tra của Thổ Nhĩ Kỳ và các quan chức khác cũng tham dự cuộc họp. Chúng tôi đã trao đổi danh sách những thường dân muốn trở về đất nước tại cuộc họp ở Ankara. Điều quan trọng, đây là vấn đề nhân quyền và không nên bị chính trị hóa và cần phải được giải quyết một cách hiệu quả và đúng đắn. Tatiana Moskakova, ủy viên nhân quyền của Nga cho biết. Trong khi đó, theo ủy viên nhân quyền của Ukraine Dmytro Lubinets, sáng kiến về hành lang nhân đạo của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có thể hữu ích cho quá trình trao đổi tù nhân. Một quan chức tại Đại sứ quán Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cuộc đàm phán kéo dài khoảng 4 giờ, nhưng từ chối tiết lộ liệu có tiến triển rõ rệt nào không. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả các bên đều bày tỏ quan điểm về lệnh ngừng bắn trong cuộc họp. Thổ Nhĩ Kỳ đã hội đàm với các ủy viên nhân quyền của Nga và Ukraine với hy vọng thiết lập một lộ trình về quyền trẻ em, nhân quyền và trao đổi tù nhân, đồng thời mở ra một hành lang nhân đạo, trưởng thanh tra Sherep Mankok cho biết hôm 11 tháng 1. Reuters đưa tin thị trưởng Mexico City Claudia Sheinbaum ngày 12 tháng 1 đã thông báo triển khai hơn 6.000 thành viên lực lượng vệ binh quốc gia tới các nhà ga và các cơ sở tàu điện ngầm thủ đô sau một loạt sự cố mà bà mô tả là bất thường. Thị trưởng nói rằng vào ngày 11 tháng 1, bà đã yêu cầu Tổng thống Andrés Manuel López Obrador tăng cường lực lượng bảo vệ, cảnh sát sau một số sự kiện thương tâm xảy ra. Vào ngày 7 tháng 1, một tai nạn tàu hỏa đã giết chết một phụ nữ, là bị thương 5-7 người khác. Vụ tai nạn xảy ra sau vụ sập cầu vượt đường sắt vào tháng 5 năm 2021, khiến 26 người thiệt mạng. Nhiều sinh viên và bạn bè của các nạn nhân trong vụ tai nạn trên đã đến một nhà ga hôm 12 tháng 1 phản đối điều kiện tồi tệ của tàu điện ngầm và đòi công lý cho các nạn nhân. Theo thị trưởng Mexico City, các thành viên vệ binh quốc gia sẽ có mặt ở tàu điện ngầm trong vài tháng, hỗ trợ giám sát và an ninh. Được biết, hệ thống tàu điện ngầm của Mexico City là hệ thống lớn thứ hai ở Bắc Mỹ, chỉ sau thành phố New York của Mỹ. Hãng tin Sputnik ngày 13 tháng 1 dẫn thông báo của Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia cho biết ít nhất 17 người đã chết và 7 người khác bị thương do lũ lụt ở Philippines. Lũ lụt khiến hơn 523.000 người bị ảnh hưởng, tổng cộng 71.400 người hiện đang ở các trung tâm sơ tán. Bên cạnh đó, cơ quan này tiết lộ rằng khoảng 530 ngôi nhà bị hư hại, 40 thành phố đô thị bị mất điện. Tuy nhiên, điện đã được khôi phục ở 27 thành phố, trong khi các đường dây cấp nước và thông tin liên lạc đã được khôi phục ở 4 thành phố và đô thị, báo cáo cho biết. Theo cơ quan quản lý thiên tai, lũ lụt đã làm hư hỏng 158 đoạn đường, 42 cây cầu, 24 cảng biển ở Philippines. Philippines và các khu vực lân cận phải hứng chịu hàng chục trận lũ lụt, lốc xoáy và bão hàng năm trong mùa gió mùa, thường diễn ra từ tháng 6 đến tháng 12. Thưa quý vị, đại dịch Covid cùng với chính sách nghiêm ngặt của Trung Quốc đã phong tỏa hàng loạt thành phố và cách ly tất cả những người nhập cảnh, khiến cho nhiều người dân Trung Quốc không thể hồi hương trong 3 năm. Giờ đây thì tất cả sẽ thay đổi đối với người dân xa xứ. Theo hãng tin Reuters, Chu An Hong là nhân viên văn phòng nhập tịch Singapore hơn 10 năm qua. Cô vẫn có thói quen về thăm gia đình ở Thượng Hải ít nhất mỗi năm một lần. Tuy nhiên, chính sách cách ly người nhập cảnh khiến cô không thể về thăm gia đình suốt 3 năm qua. Bởi vậy, khi Trung Quốc tuyên bố chấm dứt yêu cầu cách ly đối với tất cả khách du lịch trong nước từ ngày 8 tháng 1, cô đã nhanh chóng mua vé máy bay về nước. Tôi rất hạnh phúc bởi đã mong đợi thời khắc này suốt 3 năm. Tôi muốn gặp lại ba mẹ và mọi người trong gia đình. Đã quá lâu rồi, tôi không được gặp mọi người. Để trở về nhà hôm 12 tháng 1, cô Chu đã phải trả hơn 1.700 đô la, cao hơn so với giá vé trước đại dịch chỉ khoảng 400 đô la. Tuy nhiên, với việc không phải cách ly dài ngày, cô sẵn sàng trả tiền để trải qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bên gia đình. Mẹ cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm không kém khi đoàn tụ với con gái. Cũng không khác mấy so với hình ảnh trong video, nhưng giờ đây tôi đã gặp con gái trực tiếp và cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Được biết, sau nhiều cuộc biểu tình, Trung Quốc đã nới lỏng các lệnh hạn chế nghiêm ngặt chống Covid trong một tháng qua. Việc dỡ bỏ đột ngột các biện pháp hạn chế khiến virus lan rộng và tác động đến những người cao tuổi chưa được tiêm phòng đầy đủ. Sự bùng phát tại các thành phố lớn đến các vùng nông thôn đã khiến một số bệnh viện và cơ sở an táng của Trung Quốc rơi vào tình trạng quá tải. Tổ chức Y tế Thế giới cũng lên tiếng cảnh báo hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ sắp tới có thể làm làn sóng lây lan kéo dài tại Trung Quốc. Chương trình của chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.